Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Đòn phép điệp báo, chương 4, Hà Nội năm 1946. Khi ấy, Trương Thiều mới 9 tuổi Tây. Ở tuổi này, hầu hết thiếu niên đều vô tư lự, nếu không bị cha mẹ bắt thúc giục, thì không muốn cắp sách đến trường và suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi đùa với lũ bạn hàng xóm. Nhưng Trương Thiều lại khác. Cha hắn bôn ba từ trước ngày hắn lọt lòng mẹ và bôn ba nhiều hơn nữa sau ngày hắn oe oe chào đời. Hắn phải sống một mình với mẹ trong gian nhà đơn chiếc, lạnh lẽo nên hắn tỏ ra khôn ngoan hơn, chín chắn hơn lũ trẻ con đồng tuổi. Cái chết đột ngột của cha hắn đã biến hắn thành người lớn. Hà Nội, tháng 12 năm 1946. Bọn trẻ con đồng tuổi với Trương Thiều không thể hiểu được tại sao cha mẹ chúng luôn luôn lo lắng. Đêm nào cũng thức rất khuya, bàn bạc dưới ngọn đèn tù mù, rồi bỗng dưng thu dọn, gói ghém đồ đoàn trong nhà, chở nhau trên xe hơi, xe bò, xe đạp ra ngoại ô. Bọn trẻ con thơ ngây này không thể hiểu được tại sao thành phố Hà Nội đang đông đúc, đường hàng đào đang chật ních như trong ngày hội lớn, bỗng trở nên vắng ngắt, vắng tanh như chùa Bà Đanh. Nếu có ai đi qua thì đi vội vàng như bị phu lít rượt đuổi. Chúng không thể hiểu được rằng tình hình đang căng thẳng tột độ giữa chính phủ Việt Minh và quân đội viễn chinh Pháp, chỉ chờ một đụng chạm nhỏ là đứt phật. Để rồi cuộc chiến tranh Việt Pháp bùng nổ vào ngày 19 tháng 12 năm ấy. Tuy mới 9 tuổi, Trương Thiều lại biết hết. Cha hắn làm nghề dạy học và kiếm được nhiều tiền hơn giáo sư Võ Nguyên Giáp tại trường Pasteur về môn sử địa. Học trò riêng cũng khá đông, song gia đình vẫn nghèo rớt mồng tơi. Là vì ông dạy rất giỏi nhưng không có hoàn cảnh để dạy. Phần lớn thời giờ của ông được dành cho các cuộc họp chi bộ và hoạt động cách mạng bí mật. Ngoài ra, ông lại bị bắt và bị tống giam gần như thường trực vào nhà pha hóa lò. Tuy vậy, ông vẫn có hoàn cảnh làm tròn bổn phận tử tức để khỏi phạm tội bất hiếu. Hữu tam vô hậu vi đại, vợ ông đẻ sồn sồn, cứ đụng vào là có chữa, và chữa là đẻ dễ dàng. Nhưng đẻ được là một chuyện, mà nuôi được lại là chuyện khác. Bởi vậy, hầu hết con cái đều chết trong lúc còn ấm ngửa. Nếu không chết sớm thì cũng mắc bệnh nan y, phải đem bán khoán cho nhà chùa mới cứu được khỏi tay tử thần. Thành ra, nhà Trương Thiều vốn là con đàn, mà trên thực tế hắn lại gần như là đứa con duy nhất. Mẹ Trương Thiều là người Nùng, xuất thân từ một dòng họ chuyên nghề kiếm cung, nên ngay từ tấm bé hắn đã được học võ. Nói cho đúng, võ nghệ của mẹ hắn chẳng có gì là xuất sắc. Hắn học một năm là hết. Hắn được học liên tiếp mấy năm là vì ông ngoại hắn truyền lại cho mẹ hắn một pho sắt võ quý giá. Nếu cha hắn còn sống và hắn không phải lao thân vào chốn bụi đời, thì có lẽ hắn đã học được toàn bộ nhu quyền và ngày nay đã trở thành một võ sư danh tiếng. Gia đình Trương Thiều chui rúc trong một căn nhà chật chội và ẩm thấp ở sau phố Hàng Đào, sau một tòa building cao 5 tầng của một ông chủ hãng tơ lụa giàu sụ. Hồi 45-46, Hà Nội làm gì có building ngất ngưỡng như Sài Gòn ngày nay, 3-4 tầng đã là một thành tích ghê gớm. Vậy mà ông Trọng Phú tơ lụa đã dám cất lên 5 tầng. Cái building 5 tầng chọc trời của ông, đứng một mình, trơ trọi. Mọi ngôi nhà khác ở Hàng Đào đều bị liệt xuống hàng em út. Đứng trên lầu 5, có thể nhìn xuống các cửa ô xa như ô láng, ô đống. Tất cả đều nhìn thấy rõ mồn một. Tất cả khí trời của thành phố Hàng Đào đã bị ngôi nhà cao vòi vọi ngăn chặn. Trương Thiều và mẹ không còn không khí để hít thở. Thật ra, cha Trương Thiều chỉ đi làm cách mạng hoặc đi tù, quanh năm vắng nhà. Mẹ hắn phải ngược xuôi tần tảo để nuôi con, nuôi chồng, nên Trương Thiều thường ở nhà một mình. Đôi chân hắn rất dẻo dai nhờ nhảy tàu điện mỗi ngày. Mỗi ngày con tàu khênh khạng chạy qua hẻm, hắn vọt lên làm một cuộc du lịch đến gần nhà máy điện Yên Phụ rồi bám tàu khác trở về. Nhiều lần bị người soát vé nhìn thấy, hắn nhảy từ toa này sang toa kia, nhanh nhẹn như con sóc trên cành cây. Một hôm, Trương Thiều mệt nhoài mở cửa vào căn nhà ổ chuột, sau nhiều giờ ngồi nghe thầy giảng toán rồi nhảy tàu điện. Lệ thường, đến chập tối mẹ hắn mới về. Chẳng hiểu sao hôm ấy bà lại về thật sớm. Trương Thiều khựng lại khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ. Mẹ hắn là người đàn bà chất phác, giản dị, luôn luôn nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan. Ngay cả dưới thời đô hộ, chồng vào tù ra khám thường trực,
cuộc sống gia đình vô cùng nheo nhóc, bà vẫn không lộ vẻ buồn chán. Nhưng hôm ấy, bà lại ủ dột một cách khác thường. Bà đang thu xếp quần áo vào cái vali sọc sệt thì Trương Thiều tung tăng chạy vào. Tuy đã 9 tuổi và khôn ngoan như người lớn, Trương Thiều vẫn làm nũng mẹ như con nít học lớp đồng ấu. Hắn xà vào lòng mẹ, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ hắn khóc trước, hắn cũng bắt trước khóc theo. Hắn cũng không nhớ là tại sao hắn lại khóc vùi như vậy. Song Liên Tín đã ngầm báo với hắn một chuyện chẳng lành. Mẹ hắn nói qua nước mắt. Cha con chết rồi. Trong hầu hết quãng đời thơ ấu của hắn, hắn ít khi nào được sống gần cha. Hắn đã quen với cái cảnh nửa đêm thức giấc để được cha hôn hít trước khi ra đi lén lút. Hắn không được diễm phúc ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu với cha. Hắn cũng không có hoàn cảnh trò chuyện với cha như bọn con nít khác trong khu phố. Tuy vậy, hắn vẫn khăng khít với cha mình. Đối với Trương Thiều, mẹ hắn là lẽ sống, còn cha hắn là ông thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cha hắn sẽ chết và hắn sẽ mồ côi cha. Vì dù sao, cha hắn cũng chưa già, chưa đến 40 tuổi, nghĩa là vẫn còn thua cả tuổi bác Võ Nguyên Giáp. Nghe mẹ nói, cha con chết rồi, Trương Thiều lặng người như bị sét đánh. Hắn suýt té ngửa khi mẹ hắn vuốt má hắn nức nở. Con ơi, cha con chết rồi, cha con bị người ta ám sát. Trương Thiều nắm chặt bàn tay mẹ. Ai đã giết cha hả mẹ? Mẹ cho con biết tên, con sẽ trả thù. Mẹ đã dạy con nhiều võ, con lại học cuốn sách võ của ngoại. Con còn nhỏ nhưng con không sợ. Mẹ hắn thở dài đau đớn. Sở dĩ mẹ nói cho con biết là vì mẹ muốn cho con trả thù. Con phải trả thù thì linh hồn cha con mới khỏi tủi hổ nơi chín suối. Người ta giết cha con vì ganh tị. Cha con có tài, người ta sợ cha con giành địa vị nên đã toa rập với nhau để thủ tiêu. Trời ơi, cha con đã nhìn thấy trước mối nguy nên giả vờ bị đau vào nhà thương nằm dưỡng bệnh. Thế mà người ta vẫn không tha. Nhưng người ta là ai hả mẹ? Mẹ sẽ nói rõ cho con biết. Chừng nào thì mẹ nói. Vài ba năm nữa, khi con lớn lên chút nữa. Con đã lớn rồi, mẹ cứ nói thật với con đi. Mẹ hắn lắc đầu. Mẹ chưa thể nói được vì người ta là bạn thân của cha con. Người ta là đồng chí nhường cơm xẻ áo của cha con. Người ta đã cùng cha con nằm gai nếm mật trong chiến khu Tân Trào. Người ta hứa hẹn sẽ đưa cha con về Hà Nội giữ một chức vụ quan trọng sau bao năm cha con hy sinh cho cách mạng. Bà ngừng một lát, lấy khăn chấm nước mắt. Nhưng người ta đã bội ước. Cha con khám phá ra họ là bọn lòng lang dạ thú thì đã muộn. Vì danh dự, cha con không thể bỏ họ. Cha con nói với mẹ là thà để người ta phụ ta còn hơn là ta phụ người. Cha con tưởng rằng người ta chỉ đẩy cha con đi một nơi xa xôi giữ một chức vụ tượng trưng. Chứ cha con không thể ngờ rằng người ta cố tình loại trừ tính mạng. Cha con, Đinh Ninh, Bác Hồ sẽ ngăn cấm họ. Trương Thiều đập nắm tay xuống bộ ván cây nghe rầm một tiếng. Tại sao cha không nhờ Bác Văn? Mẹ Trương Thiều ôm ghi lấy con. Bác Văn ngày xưa khác với Bác Văn ngày nay. Tình đời đổi trắng thay đen là việc thường con ạ. Nhưng thôi, con đừng hỏi vặt mẹ nữa. Bây giờ con phải hứa với mẹ, phải thề với mẹ. Con đừng quên, con là người đồng. Người đồng là một trong những sắc dân tôn trọng danh dự nhất. Người đồng còn là một trong những sắc dân can đảm. Con là người đồng, con có bổn phận phải bảo vệ danh dự cho dòng họ. Con phải trả thù. Trả thù cha một cách can đảm. Trương Thiều, con quỳ xuống, thề trước mặt mẹ đi. Trong khi Trương Thiều quỳ xuống lầm rầm khấn vái dưới tấm chân dung của cha, thì nhiều tiếng nổ ngoài xa vắng lại. Tự vệ thần vừa xung đột với quân đội viễn chinh Pháp. Tiếng súng mỗi lúc một dữ, thoạt đầu là súng săn và tiểu liên, sau đến là đại liên gắn trên xe tăng, những chiếc xe tăng to lù lù. Bạn cùng lớp với Trương Thiều đã rủ hắn thu nhặt vỏ chai khổng lồ đổ đầy ép xăng, cuộn dẻ tròn lại làm bấc để châm lửa ném vào thùng xe tăng. Thành phố Hà Nội đang rộn rịp tán cư, cuộc chiến tranh tàn khốc sắp sửa nổ bùng. Trương Thiều không được theo chúng bạn châm lửa những chai ép xăng để thiêu hủy chiến xa của địch, vì mẹ hắn mang hắn đến giới thiệu với một người đàn ông lạ, rồi người này ra lệnh cho hắn ở lại trong thành phố, ở lại trong khi thiên hạ rút ra ngoài. Thời gian trôi qua, Trương Thiều tốt nghiệp điệp báo tại trường Cucino Mạc Tư Khoa, được hồi hương về Hà Nội. Hắn đã thành người, hắn đã có điều kiện trả thù cha, nhưng hắn không được gặp lại mẹ vì bà đã chết, chết còm cõi vì bệnh lao phổi. Sau ngày Trương Thiều xuất dương, bà xung phong làm công nhân cho một nhà máy dệt sợi quốc doanh khá lớn ở khu Giải Phóng để lấy lòng các nhà lãnh đạo của đảng. Bà hăng say sản xuất, bất kể giờ giấc, bất kể ngày đêm, nắng mưa, bệnh hoạn và ăn uống. Kết quả của sự phục vụ hăng say vượt mức này là huân chương lao động hạng nhất đã được ân thưởng cho bà trong ngày 1 tháng 5, và trong 3 năm liên tiếp, bà được tuyên dương làm nữ anh hùng lao động.
Nhà cầm quyền đinh ninh bà phục vụ hăng say một cách thành thật. Họ không thể ngờ rằng bà đang đóng kịch. Nữ anh hùng lao động 3 năm liên tiếp của xí nghiệp gương mẫu, từng được hầu chủ tịch và trung ương đảng đích thân khen ngợi, lại chính là một diễn viên tài tình, giả vờ phục vụ hăng say để tạo hoàn cảnh cho đứa con trai duy nhất báo thù. Nhuốm bệnh lao phổi, bà phải nghỉ việc và nằm điều trị tại bệnh viện. Thuốc trụ sinh không đủ sức đánh lui đạo binh vi trùng cốc hung hãn, nên sau một thời gian ngắn, hai lá phổi thường ngày lăn lặn của bà đã nát bét. Bà thở hơi cuối cùng trên cái giường sắt lạnh lẽo. Từ Mạc Tư Khoa về, Trương Thiều chỉ được gặp mẹ tại nghĩa trang Cống Vọng. Tuy nhiên, mẹ hắn đã để lại cho hắn một lá thư, trong đó có những dòng chữ như sau. Hồi con còn ở nhà, mẹ chưa thể nói hết sự thật với con, vì lẽ con còn nhỏ, và cũng vì mẹ chưa biết rõ sự thật. Trong những ngày con du học ở Liên Xô, mẹ đã gặp lại các bạn cũ thân thiết của cha con, và từ đó phăng lần ra đầu dây mối nhợ của vụ đầu độc đê tiện. Phải, cha con đã bị họ đầu độc đê tiện, một vụ đầu độc được ngụy trang là ngộ độc. Cha con đang công tác ở ngoại ô thì được lệnh lên ngay vùng cao Bắc Lạng. Như thường lệ, cha con không được phép giã từ mẹ, chứ đừng nói là cho mẹ biết là cha con đi đâu và làm việc gì. Cha con đi cao Bắc Lạng vì cha con là một nhân vật thuộc sắc dân thiểu số được mến chuộng. Công việc này cũng rất thích hợp vì từ lâu cha con vẫn được coi là người chủ trương ôn hòa, quen với thương thuyết hòa giải. Mà vùng cao Bắc Lạng trong những ngày cuối năm 1945 đến giữa năm 1946 lại là lò nung nấu những mầm xung đột giữa các dân tộc ít người và trung ương đảng. Tiếp theo sau phong trào chống đối võ trang của phe quốc dân đảng, nhiệm vụ của cha con là nhân dân trung ương đảng và hầu chủ tịch mở những cuộc điều đình thân hữu với các sắc tộc địa phương để lôi kéo họ về phía chính quyền trung ương. Kể ra, đó là một công tác quan trọng. Cha con phải là đảng viên cao cấp uy tín và tín nhiệm mới được giao phó. Nhưng như con đã biết, cha con chưa hề là đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng. Hồi cha con còn sống, có lần mẹ hỏi về việc này thì cha con nghiêm mặt đáp: "Từ nay trở đi, mình đừng hỏi tôi nữa thì hơn. Tôi không giấu mình điều gì. Sở dĩ tôi không nói là vì tôi chưa thể nói ra được." Biết tính cha con, mẹ không dám can vạn nữa. Sau này, khi cha con chết, mẹ mới khám phá ra lý do cha con không gia nhập đảng. Tuy kết bạn kháng khít với các đảng viên cao cấp và tuy hoạt động nhiều năm dưới quyền đảng, vì cha con nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản không thích hợp với bản chất yêu tự do của cha con, cũng như của sắc tộc Nùng nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Cha con say mê lý thuyết Marxist vì nhận thấy trong một thế giới đầy dẫy sự bóc lột của tư bản và sự đàn áp của thực dân, thì chỉ có sự thay đổi bằng bạo động, lật đổ trật tự hiện hành mới mang lại được hạnh phúc cho xã hội. Song mặt khác, cha con lại nhận thấy đảng cộng sản lạm dụng và xuyên tạc Marx. Họ núp sau chiêu bài đấu tranh giai cấp để thiết lập chế độ chuyên chính dĩ đảng trị quốc. Tuy vậy, cha con không phải là đệ tứ, vì theo lời cha con, đệ tứ chống phe cộng sản hiện tại, nhưng họ cũng là cộng sản ca mè một lứa. Cha con cũng không theo quốc dân đảng, vì thấy chủ nghĩa tam dân còn quá rụt rè và chưa được tính chất hòa hiệp với tư bản. Cha con thật ra là người đấu tranh cho tiến bộ, nhưng lại thiết tha với tự do cá nhân và gia đình. Vì vậy, họ không thể dung nhận cha con. Song họ không thể đưa cha con ra tòa vì cha con là cộng sự viên có công lớn, nên nhân dịp cha con lên vùng cao Bắc Lạng, họ bố trí cho cha con ăn nhầm lá cây có thuốc độc để cấm khẩu, tê liệt tay chân mà chết. Cha con lưu lại Cao Bằng một tuần trước khi lên đường đi Bắc Cạn. Tại Cao Bằng, cha con đã thành công vì các nhân vật lãnh đạo thiểu số đã chấp thuận những đề nghị do cha con đưa ra. Cao Bằng cũng như Bắc Cạn là nơi cha con hoạt động ngày trước với đồng chí Văn, tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nên cha con thành công dễ dàng là chuyện dĩ nhiên. Sự thành công dễ dàng này đã làm cho cha con lơi lỏng cảnh giác. Đêm ấy tại Bắc Cạn, cha con đến dự tiệc với ông chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh. Về đến phòng, cha con bị choáng váng mặt mày. Y sĩ được mời đến nơi thì cha con đã không nói được nữa, lưỡi đã líu lại và răng hàm cứng như sắt. Cha con ra hiệu cho cận vệ mang giấy bút tới để viết, thì không hiểu sao cả tay lẫn chân đều bị tê liệt. Anh cận vệ là người thân tín của cha con, nếu anh ta còn sống thì mẹ chẳng cần đợi mấy năm sau mới tìm hiểu được sự thật tàn bạo. Cha con từ trần được nửa tháng, mộ còn săn cỏ, thì anh ta đã bị xe cán dập óc trên đường Hàng Đẫy ở Hà Nội. Nhờ một người hầu gái trong nhà ông tỉnh trưởng Bắc Cạn, mẹ mới biết là cha con bị tê bại tứ chi sau khi viên y sĩ chích cho cha con một mũi thuốc khỏe. Mẹ không tìm ra tung tích của viên y sĩ chích thuốc khỏe này, song có tìm ra cũng vô ích, vì con ơi, ngoài thuốc độc mà cha con ăn nhầm đêm ấy tại Bắc Cạn là một thứ lá cây rất quen thuộc, tục gọi là lá sam đắng. Ai ăn phải lá sam đắng thì cấm khẩu và bại liệt châu thân.
độ 10 giờ đồng hồ sau đó thì phải chết, không cách nào cứu sống, trừ khi biết trước để uống thuốc giải độc. Trong những ngày đầu tiên sống với đồng chí Văn tại chiến khu Tân Trào, cha con chỉ được ăn cơm ngày một bữa, và tuy gọi là bữa cơm nhưng thật ra chỉ có hai bát nhỏ gạo mốc meo, nấu chưa sôi, đã chín. Ăn không có mùi vị gì cả. Thiếu gạo nên hầu hết du kích quân đều phải ăn thảo mộc trừ bữa. Vùng Tân Trào có một thứ rau mọc tự nhiên, ở đâu cũng có, hái ăn hoài không hết. Hễ sau một đêm mưa là sáng hôm sau nó mọc lên đầy như rừng. Còn đẻ ở Hà Nội, mẹ nghèo kiết xác, song con vẫn chưa nếm mùi rau sam, vì mẹ cố gắng buôn ngược bán xuôi cho con ăn uống đầy đủ. Thật ra rau sam là món rau thường ngày của đồng bào miền quê. Cha con ăn rau sam trừ bữa gần 2 năm đằng đẵng ở Tân Trào, nên đâm ra mê rau sam. Khi về Hà Nội, thiếu nó thì không ăn được cơm. Bữa ăn đêm ấy, người ta cũng dọn rau sam để cho cha con ăn. Rau sam có những lá nhỏ hình bầu dục, cọng tròn, màu vàng pha đỏ, luộc nước vừa sôi thì vớt ra ngay. Nếu luộc kỹ, rau sẽ bị bấy, ăn mất ngon mà lại còn đau bụng. Cha con ưa ăn rau sam luộc thật chín. Rau sam đắng chỉ mọc trong một khu rừng nữa ở Bắc Cạn, thời đô hộ Pháp Nhật. Bộ đội du kích do đồng chí Văn và cha con chỉ huy, nhiều tên lính lạc đường ăn nhầm rau sam đắng, và bộ đội du kích đã dùng rau này để đầu độc kẻ thù. Rau sam đắng trông rất giống rau sam lành, chỉ khác là cọng nó lớn hơn, luộc lên thì nó đỏ như rau dền huyết. Nghĩa là người ở thành thị cũng khó có thể lầm, huống hồ là cha con đã quá quen. Tại sao cha con lại ăn lầm? Điều này mẹ chưa tìm ra. Có lẽ người ta đã phai hóa chất vào nước luộc rau cho đổi màu. Hóa chất làm rau đổi màu này đã được bộ đội du kích dùng trong chiến khu Tân Trào, hầu đầu độc những kẻ đi hàng hai. Vậy những kẻ giết cha con phải là những người có chân trong tiểu đội du kích đầu tiên do đồng chí Văn, tức đại tướng Võ Nguyên Giáp làm tư lệnh. Các du kích quân trong tiểu đội đầu tiên tại Tân Trào đã trở thành yếu nhân trong guồng máy quân sự và điệp báo. Sức mẹ quá yếu, mẹ không giết được họ. Còn khỏe hơn, lại giỏi võ. Song nếu còn giết bằng súng hoặc bằng dao thì chỉ giết được vài người là cùng. Họ gồm cả thấy 12 người. Tất cả bọn họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái chết thê thảm của cha con. Mẹ đã dọn đường cho con để vong linh của cha mẹ con được thỏa. Còn hãy cố gắng phá tan hệ thống điệp báo của họ bằng cách thâm nhập đánh từ trong đánh ra. Khi lá thư này đến tay con thì mẹ của con đã thành người thiên cổ. Cho đến phút cuối cùng trên đời, mẹ vẫn nghĩ đến con và không ngừng cầu nguyện cho con rửa được thù nhà. Mẹ cũng không ngừng cầu nguyện cho những kẻ dính líu vào vụ đầu độc cha con còn sống đến ngày con của mẹ hoàn thành được kế hoạch. Nhất là không ngừng cầu nguyện cho con người được gọi là đồng chí Văn, tức đại tướng Võ Nguyên Giáp, kiêm tổng tư lệnh, kiêm bộ trưởng quốc phòng chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủy viên quân vụ trong Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương sẽ còn sống. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm tiếng này là tần số vô tuyến vừa châm ngòi nổ trong ký ức Trương Thiều. Hắn đứng chết lặng, quên cả bước theo gã đánh xe ngựa. Gã kêu Trương Thiều 3-4 lần mà hắn không nghe tiếng. Gã đành phải quay trở lại, vỗ vai hắn, nói với giọng ngạc nhiên. Chú em đang tương tư à? Trương Thiều không nghe rõ câu hỏi của gã đánh xe ngựa tò mò. Câu hỏi được lặp lại, hắn giật nảy người như thần linh bị thọc lét vào huyệt nách. Hắn đáp ừ ào cho qua chuyện. Vâng. Gã đánh xe sửng sốt. Tại sao chú em lại vâng? Thưa vì ông hỏi. Hỏi gì? Xin lỗi, em chưa nghe. Chú em mất mẹ nó tinh thần rồi. Yên tâm, B6 sẽ đưa chú em về Bắc ngon lành. Trời tối hẳn. Thường lệ trời tối ở biển có thật nhiều tinh tú. Như thể các ngôi sao bị ánh thái dương thiêu đốt suốt ngày đã rủ nhau đến nơi có hơi mát để xả hơi. Nên trời Vũng Tàu suốt 4 mùa, bất luận xuân hạ thu đông đều có nhiều ngôi sao lấp lánh. Nhưng chẳng hiểu lý do nào những ngôi sao quen thuộc này đã lần lượt trốn đâu mất. Sao hôm đóng đô gần như thường trực ở chân trời đông, đối diện với dàn anten ngạo nghễ của núi Tương Kỳ và ngọn hải đăng kiêu căng trên núi Tao Phùng, đêm nay cũng biến dạng. Trương Thiều bất giác lạnh run, hàm răng hắn đánh vào nhau nghe lập cập. Gã đánh xe xoa vai hắn, nói với giọng kẻ cả. Chú em lặn à? Can đảm lên, kẻo B6 cười cho thối óc. Kìa, B6 kìa. Trước cuộc gặp gỡ, Trương Thiều đinh ninh B6 là được rựa, vẻ mặt nghiêm nghị, đeo kiếng trắng gọng vàng, nách có đeo súng lục, sẵn sàng nhả đạn. Sự hiện diện của gã đánh xe ngựa kỳ dị làm hắn ngạc nhiên. Nghe gã đánh xe nhắc đến tên B6 một cách nể nang, hắn lại đoán già B6 phải là một mạng phụ tóc bạc da mồi hoặc là tuyệt thế gia nhân. Công tác giao liên quan trọng thường được giao phó cho hai hạng người này. Đàn bà đẹp
hoặc mạng phụ già nua đi đâu cũng lọt, ít gặp khó khăn và ít bị ngờ vực. Mọi tiền đoán của Trương Thiều đều trật lất. Đại diện đường dây FM không phải là được rượu đã đành, song cũng không phải là mạng phụ oai nghiêm hoặc hoa hậu mang tơ, mà là một người đàn bà không hoàn toàn già, cũng không trẻ và xấu xí kinh khủng, xấu xí một cách đặc biệt. Tùy trời tối, đứng gần khó nhìn thấy nhau, Trương Thiều vẫn nhìn thấy Trùng Vô Diệm một cách rõ ràng. Hắn không đoán định nổi được tuổi nàng, 30, 40 hoặc 45, song có điều hắn dám chắc là nàng khó có thể dưới tam tuần. Hậu bán thế kỷ 20 là thời đại vàng của nghệ thuật giải phẫu thẩm mỹ. Mắt lé, mắt viền vái tây điều biến thành mắt bồ câu trong 24 giờ đồng hồ. Cần sửa mũi nhòm mồm ra mũi siêu gia nhân màn bạc, chỉ mất một tuần nhật. Ngược lép đồng hồ Omega thì có thể độn hoặc bơm, hoặc muốn nhanh hơn thì dùng cao su mút. Vậy mà người đẹp B6 lại chẳng thèm sửa soạn, chẳng thèm thay đổi gì cả. Phải như nàng có đôi chút nhan sắc thì chẳng nói làm gì. Đằng này nàng chẳng đẹp tí nào. Dùng tiếng xấu xí để miêu tả nàng e chưa đúng, vì không những xấu xí còn gớm ghiếc. Cặp mắt nàng nhỏ tí hí, dường như luôn luôn nhắm lại để khỏi nhìn thấy sự đời phũ phàng. Miệng thì méo xệch, làn môi dày quá cỡ, và những chiếc răng thì khấp kha khấp khỉnh. Toàn thân nàng là kết tinh của sự bất quân bình. Bộ ngực lép xẹp, bờ vai vuông vức, tục gọi là vai Long Đình. Loại vai này làm cho cổ rụt lên như thể người nghiện. Bụng nàng nhô ra hơn 3-4 phân tây. Nếu được phép bỏ chạy, Trương Thiều đã 3 chân 4 cẳng phóng vào bóng tối, bất chấp con đường dốc đầy ổ gà sâu hoắm và những bụi cây đầy gai nhọn và đá sắc cạnh. Hắn phải đứng lại để tiếp chuyện với B6. Theo chỉ thị công tác, B6 sẽ là hướng đạo viên của hắn trên con đường tối mật FM, đưa hắn ra khỏi vị tuyến 17. Cô gái lặt bặt từ sau thân cây cổ thụ bước tới, nàng không nặng bao nhiêu. Với bề cao 155 phân thì 47 kg xương thịt có thể được liệt vào loại trung bình. Song chẳng hiểu sao bước chân của nàng lại nặng chình chịch. Người ở xa không thấy mặt nàng dễ tưởng lầm là nàng cân nặng cả tạ, phục vịt như nữ đô vật. Nàng dừng lại trước mặt Trương Thiều, nhưng nàng không nói chuyện với hắn. Nàng đon đá chào gã đánh xe ngựa. Chú đã kiểm soát kỹ lưỡng chưa? Gã đánh xe nhanh nhẩu đáp. Rồi, trừ khi chúng là con muỗi mới thoát khỏi tầm mắt của tôi. Dọc đường tôi cũng tiếp tục kiểm soát tứ phía, chị có thể tin ở tôi. Giọng nói của gã đánh xe có vẻ đắn đo, chứng tỏ cô gái xấu như ma mút mang bí danh B6 kia phải là đồng nghiệp cùng vai phải lứa với hắn, hoặc có thể là thượng cấp trực tiếp của hắn. Cô gái chìa bàn tay xù xì. Được, tạm biệt chú, bây giờ tôi đi. Gã đánh xe bắt tay cô gái B6, hắn quay lại định bắt tay Trương Thiều, nhưng nghĩ sao, hắn nhún vai rồi đi thẳng. Trương Thiều hỏi với giọng ngây ngô, bác ấy không cùng đi với mình à? Cô gái cười khinh miệt. Sao lại gọi là bác? Gọi bằng chú mới đúng. Hắn ta còn trẻ, chưa già đâu. Trương Thiều há hốc miệng sửng sốt. Cô gái quỷ dạ xoa nói tiếp với giọng ôn tồn. Rồi đây anh còn gặp nhiều chuyện đáng sửng sốt hơn nhiều. Trương Thiều ngần ngừ. Ồ, thì ra chú ấy hóa trang. Cô gái gật đầu. Phải, bằng mặt nạ cao su. Thế còn cô? Anh thấy tôi ra sao? Câu hỏi vặn ngược của cô gái B6 làm Trương Thiều hơi lúng túng. Hắn là người có miệng lưỡi. Khoa ăn nói của hắn lại được tu luyện chu đáo trong những ngày học ở trường Liên Xô. Hắn có thể trò chuyện thao thao bất tuyệt về bất cứ đề tài nào, và càng nói thì càng hấp dẫn. Nhưng tài ngôn ngữ của hắn đã trở nên vô dụng trước cô gái Trùng Vô Diệm. Trong khoảnh khắc, hắn lúng bà lúng búng như người ngậm hột thị trong miệng. Hắn từng cô gái sẽ lắc đầu dáng điệu rầu rĩ, cố tình lảng sang chuyện khác. Song nàng lại hỏi hắn bằng giọng tươi tỉnh. Điều làm hắn bối rối nhiều hơn là nàng xấu hơn ma lem, mà tiếng nói của nàng lại thánh thót hơn cả tiếng ca sĩ thượng thặng được lọc qua âm ly $1,000. Trương Thiều còn băn khoăn thì cô gái B6 đã hỏi tiếp. Anh thấy tôi ra sao? Xấu lắm phải không? Hắn toan đáp, không để an ủi nàng, vì kinh nghiệm dạy hắn rằng người đàn bà muôn thuở đều tự cho mình là đẹp. Người khá đẹp thì tôn mình làm đệ nhất mỹ nhân, người xấu thì không dám vỗ ngực là mỹ nhân, song vẫn coi như là ta không đẹp nhưng ta xinh. Còn người tuyệt xấu thì nhủ thầm, mình không xinh nhưng lại có duyên. Đàn bà đẹp mà vô duyên thì nhạt phèo như nước ốc. Và lại, ít ra mình cũng có duyên hơn con bé hàng xóm. Tiếng không bật ra khỏi miệng hắn, nhưng hắn mím môi lại không kịp. Hắn cảm thấy hối hận tràn trề. Bảo nàng không xấu thì cũng như chửi cha nàng. Nàng nổi giận không làm hướng đạo cho hắn trên lộ trình FM nữa, thì kế hoạch nung nấu từ bao năm sẽ thành dã tràng xe cát. Cô gái B6 đập khẽ vào vai Trương Thiều. Anh nói không, nghĩa là theo sự nhận xét của anh tôi không xấu.
tôi đẹp à? Trương Thiều lắp bắp. Vâng, nếu cô gỡ mặt nạ cao su ra, thì có lẽ đàn bà con gái cùng tuổi sẽ nhiều người thua cô. Thua tôi về cái gì? Trương Thiều cứng họng, không nói được nữa. Giữa đêm khuya trên đồi cao, rạt rào tiếng gió mạnh và sóng biển. Cô gái B6 ngửa cổ bật cười. Nàng có lối cười ghê rợn như lối cười của ma só ở miền Nam Châu, Thượng Du, tỉnh Thanh Hóa. Tục truyền, người chết được dân thiểu số Mường nhét vào thân cây khoét rỗng, dựng đứng ở góc nhà sàn. Xác nào linh thiêng thường cười vào những đêm lộng gió. Đang cười ghê rợn, cô gái B6 bỗng nín bặt, rồi lại bật cười. Trương Thiều cảm thấy toàn thân nhột nhạt. Tuy nhiên hắn chỉ dám đứng im. Cô gái ghé miệng sát tai Trương Thiều. Anh Trương Thiều này, anh nghĩ sao nếu tôi không đeo mặt nạ cao su? Trương Thiều đáp nhỏ. Tôi không dám nghĩ như vậy. Có nghĩa là thế nào? Trương Thiều lại câm đặc. Cô gái B6 ranh mãnh nắm tay hắn, kéo băng qua bụi rậm. Hắn thẫn thờ bước theo nàng. Giọng nói của nàng vẫn thánh thót như những nốt trầm bổng của đàn dương cầm. Anh Trương Thiều à, anh sửa soạn thất vọng đi là vừa. Tôi không xinh xắn như anh tưởng đâu. Mặt mũi tôi xấu lắm. Gót giày, Trương Thiều gõ đều đều trên nền đá răm lạo xạo. Hắn trèo qua những mỏm đá lởm chởm đen xì trước khi xuống đến gần biển. Mặt nước lăn tăn sóng mấp mé bên dưới. Ban đêm không trăng không sao, vũng tàu nhuộm một vẻ huyền bí khác thường. Hắn từng tắm đêm lại có con mắt quan sát tinh tế, nên không cần mở mắt, chỉ nghe tiếng sóng vỗ là có thể đoán được đang ở bãi cát nào. Tiếng sóng nổi lên từng chập, đều đặn và dịu dàng, chứ không hối hả và gắt gỏng, thì đó là bãi Thủy Dương, tức là bãi trước, nằm gọn giữa hai hòn núi lớn và núi nhỏ. Tiếng sóng của bãi Dâu có vẻ rộn ràng hơn tiếng sóng của bãi trước, nó lại xen lẫn âm thanh dập dình độc đáo. Lớn hơn chút nữa là tiếng sóng của bãi Dứa và lớn nhất, dữ dằn nhất là tiếng sóng của bãi Sau và bãi Âu Quắn. Tuy nhiên, đêm nay, Trương Thiều lại cố lắng tai nghe mà không phân biệt được gì. Thính giác nhạy bén của hắn đã bị tê liệt. Tại sao nhĩ tai lại bị tê liệt thì hắn không hiểu nổi. Hắn chỉ biết là mặt biển đen ngòm, nổi tiếng réo làm tóc gáy đua nhau dựng ngược, tiếng réo làm kẻ yếu bóng vía toát mồ hôi lạnh. Cô gái B6 bóp chặt bàn tay Trương Thiều. Cẩn thận, kéo té. Nàng có bàn tay mạnh dẻ, vậy mà nàng bóp hắn đau. Hắn đã tốn nhiều công phu tập luyện. Nếu là bạch diện thư sinh thì xương đốt ngón tay đã gãy kêu rào rạo. Nàng vô tình làm hắn đau tay hay là nàng muốn dọa đánh phủ đầu. Nàng ngầm cảnh báo hắn không nên lộn xộn chăng. Tóc gáy hắn dựng ngược, mồ hôi lạnh cũng toát ra nhiều lên. Một niềm kinh sợ dâng cuộn trong tim gan hắn. Nàng hỏi hắn. Có nhìn thấy đường xuống không? Trương Thiều thấy loáng thoáng một hình thù đen xì dài ngoằng bập bềnh trên mặt nước. Những lùm sáng của thị xã ban đêm đầy thú ăn chơi huy hoàng đã bị núi đá ngăn chặn. Nơi đây chỉ có bóng tối dày đặc hoàn toàn. Hắn đáp, tôi thấy. Tôi bỏ tay anh ra đây, anh mê em theo con đường nhỏ này mà đi xuống. Cano chờ tôi à? Phải, anh xuống cano trước đi, tôi quan sát động tĩnh rồi xuống sau. Có ai đợi tôi dưới đó không? Không. Suýt nữa thì Trương Thiều trượt ngã. Lệ thường hắn dùng giày đế mỏng, bằng crepe hoặc cao su đúc. Lần này hắn tuân theo chỉ thị của Trung ương, mang giày đế da cùng cộp. Giờ đây hắn mới hiểu tại sao người ta bắt hắn đổi giày. Đi trên con đường nhỏ đầy đá cuội, hắn sẽ gây ra tiếng động. Nhân viên bí mật CIU tàng ẩn đâu đây sẽ có thể kiểm soát xem hắn có bị rượt theo hay không. Vả lại, đế giày da dễ gây ra trơn trợt. Một lần nữa, không biết là lần thứ mấy, Trương Thiều lại rùng mình, ớn lạnh. Chiếc cano tròn lẳn như điếu xì gà nằm ngoan ngoãn trên mặt nước phẳng lặng, ngay dưới một mỏm đá lớn. Đứng bên trên, người ta khó thể nhìn thấy con thuyền máy vì mỏm đá che khuất. Cano động nơi đây cả tháng cũng vị tất đã bị khám phá ra vị trí. Trương Thiều lởm lợm ở cuống họng vì mùi cá tanh tưởi. Hắn sinh trưởng ở miền đồng bằng nên ít khi phải ngửi mùi tanh đặc biệt này. Hắn lại không ưa tôm cá, nhất là từ nhỏ gặp mùi cá là hắn lởm lợm ở cuống họng muốn nôn mửa. Hắn ngửa cổ hít một hơi thở thật dài. Không khí trời biển Vũng Tàu ban đêm như có chứa men say làm tâm thần Trương Thiều lâng lâng. Hắn vừa đặt chân lên sàn cano thì động cơ đã nổ giòn. Thì ra cô gái B6 đã còn xuống trước hắn. Trong loáng mắt, chiếc thuyền máy tối tần đã rời bờ, phóng nhanh ra khơi.